Thưa quý vị, cách mà tiền để mà được lấy cái tiền gọi là tiền EBT trong cái tiền mà ăn lunch của các em của tháng 3, tháng 4, tháng 5 đó, các em chưa có ăn lên ở trường, thì những cái em nào có đủ điều kiện được ăn lunch miễn phí ở trường hay là ăn lunch với cái giá thấp ở trong trường thì cũng được cho lại cái số tiền mà tháng 3, tháng 4, tháng 5 các em không đến trường để ăn lunch á. Thì đây là cái cách để mà quý vị ở tiểu bang Georgia có thể có được cái số tiền đó bằng cách là họ sẽ gửi một cái thẻ có số tiền đó về nhà của chúng ta nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu như sau. Chúng ta hãy vào Google website và chúng ta gõ vào Georgia EBT và nó sẽ hiện ra cái trang đầu tiên, nó ghi là pandemic, nạn dịch đây, pandemic electronic benefit transfer. Mình sẽ bấm vào đây nhé mọi người nhé. Thì cái cách này cũng cho chúng ta biết là chúng ta có được hay không hay là không được luôn, trực tiếp luôn nha quý vị, nên quý vị đừng có lo lắng là apply rồi không biết mình có được hay không, thì cái cách này cũng sẽ cho mình biết luôn nha. Rồi và chúng ta sẽ kéo xuống đây, thì ở chỗ này người ta sẽ nói là apply ở đây cho đến ngày 25 về tháng 9, chúng ta bấm vào đây. Thưa quý vị, và đây là cái website mà đã hiện ra chúng ta. Phần này là phần chúng ta cần điền thông tin. Và đầu tiên, thông tin đầu tiên là thông tin của người chủ gia đình, có thể tên cha hoặc là tên mẹ. Và ở dưới đây là phần tên của các con, các em học sinh. Thì đầu tiên, first name của cha mẹ là tên gì đó, là tên của mình ha. Last name là cái họ của mình. Rồi cái ngày sinh của mình. Rồi tới giới tính của mình là nam hay nữ, male là nam, female là nữ. Rồi về phần sắc tộc đó, thì mình là châu Á thì mình sẽ tìm chữ Asian nha quý vị. Và chọn cái ngôn ngữ mà mình muốn họ gửi những cái thông tin bằng cái ngôn ngữ đó cho mình. Nếu mình là Việt Nam thì điền cái chữ Việt Nam, còn nếu không thì mình cứ dùng chữ English thôi nha quý vị. Và sau đây là thông tin của con của mình, child information, tên đầu tiên của các em là gì. Thì ở đây nó có cho khoảng 3 cái chỗ trống, nếu mình có 3 đứa con thì mình điền hết 3 đứa con của mình vào. Những cái đứa nào mà đang đi học và được ăn lên miễn phí hay là được ăn lên cái tiền mà lên nó thấp á, mình điền bé vào trong đây nha. Còn nếu mình có hơn 3 đứa con thì mình có thể bấm vào cái nút màu vàng này để mình thêm những cái đứa khác vào. Thì cái đầu tiên đây là tên của bé và last name là họ của bé. Sau đó là tới ngày sinh của bé cũng là tháng trước, rồi tới ngày, rồi tới năm. Rồi ở đây cái là cái số quan trọng nè quý vị, Student Testing ID gọi tắt là GTID nha, cái số này là tổng cộng có 10 số. Thì nếu những em nào là học sinh đó thì thường các em có một cái số student ID chính số, là cái đó là khác. Còn cái student testing ID là một cái số khác nữa nha. Có tổng cộng là 10 số và cái số này mình có thể tìm ở đâu được, thì ở đây người ta nói là mình hãy coi cái bảng điểm của con mình cuối năm á, cái report card đó. Trên cái report card đó nó sẽ có cái chữ TTID. Và Khánh Linh đã kiểm tra rồi thì Khánh Linh thấy đúng rồi. Trên cái report card của con mình nó sẽ có một cái số student ID là cái số chính số. Và cái số TTID là 10 cái số nha. Thì có thể tìm thấy ở trong cái report card của con mình. Hay là con mình nó đi thi mấy cái test gọi là milestone đó quý vị, thì trên đó người ta cũng để cái số là GTID ở trong đó luôn. Nhưng mà Khánh Linh nghĩ là năm vừa rồi các bé không có thi milestone đó, cho nên cái tốt nhất mà quý vị có thể tìm thấy được đó là cái GTID nằm trên cái report card, là cái bảng điểm của con mình cuối năm người ta gửi về cho mình ha. Thì ở đây có 10 số thì Khánh Linh chỉ điền đại để cho nó qua cái trang sau để mọi người tiếp tục theo dõi nhé. Còn nếu có thêm con thì cứ thêm vào ở nút màu vàng này nha, nếu mà hơn 3 đứa. Và nhớ bấm vào cái nút này nha mọi người, là mình đã xác nhận là mình đã điền hết những thông tin của con em của mình trong gia đình. Những em mà đang được nhận tiền ăn trưa, được giảm giá hoặc là miễn phí luôn ha. Và dưới đây thì mình sẽ điền những số nhà, địa chỉ của mình, chỗ cư ngụ của mình đó.
thành phố là city ha, tùy mình đang ở đâu. Rồi cái county là cái quận của mình đang ở. Nếu quận ở Gwinnett, DeKalb, Fulton hay gì đó thì mình cứ điền vào. Tiểu bang thì chắc chắn là Georgia rồi, và cái zip code nhé. Rồi ở đây thì mình có thể điền cái số phone của mình và cái địa chỉ email. Đó. Rồi sau khi mình đã xong cái phần này thì mình sẽ bấm Next. Và qua đây thì người ta sẽ cho mình biết cái này là cái summary, cái tóm tắt lại, là mình coi phải tên người chủ gia đình là tên này không, địa chỉ có phải là địa chỉ này không, tên của học sinh nè, đó có đúng không, và cái số testing ID có đúng không, ngày sinh tháng đẻ có đúng không. Và bên đây người ta sẽ nói là học sinh này cái số testing ID á, là cái số mà GTID á, với cái ngày hoặc là cái ngày sinh á, điền trong đây không có match, không có cương xứng, không có phù hợp với lại bên cái record, là bên cái hồ sơ của bên Department of Education của tiểu bang Georgia. Cho nên con bạn sẽ không có đủ tiêu chuẩn để được làm cái thi EBT này nha. Yeah, ok. Cho nên cái này rất là quan trọng, cho nên mình phải tìm cái số GPA cho nó đúng. Có thể là trong cái trường hợp là bạn điền đúng nhưng mà tại sao con mình không được nhận? Chắc là tại vì trong cái năm học vừa rồi bạn không đăng ký cho con bạn được ăn trưa miễn phí ở trường. À, tại vì nó tính từ tháng 3, tháng 4, tháng 5 thì cái năm vừa rồi bạn phải đăng ký từ đầu năm đó. Những người cô giáo người ta đưa cho mình những cái form để mình về mình điền cho con mình để ăn trưa miễn phí hoặc là giảm giá đó. Mà nếu mình không điền thì nguyên cả năm đó con mình sẽ không được. À, thì cho nên tháng 3, tháng 4, tháng 5 có nghĩa là bé không được cả năm, thì cái tháng 3, tháng 4, tháng 5 bé cũng không được luôn. Cho nên nó mới hiện ra như vậy. Ha. Còn nếu mà những ai mà được á, thì cái màn hình nó sẽ hiện ra như sau. Thì trong cái trường hợp này, cái em này thì em đó không được not eligible. Thì mình phải bấm lại cái chữ previous để mình coi là những cái thông tin mình điền nó có đúng hay sai. Hay là thông tin mình điền sai thì mình có thể bấm vào cái nút xanh previous này để mình sửa chữa nó lại ha. Rồi còn nếu những ai mà thật sự không có được đủ tiêu chuẩn để được cái này á, thì sẽ có chữ hiện là not eligible. Và ai được thì sẽ hiện cái chữ là eligible. Thì khi mà đã được cái chữ eligible này rồi á, thì mọi người hãy cùng nhau bấm tiếp tục là bấm cái nút Next để cho nó hiện ra cái trang Summary. Thì cái trang đó nó sẽ hiện ra như sau. Thì khi mà bạn đến cái trang nó gọi là Summary and Authorization rồi, thì mình kiểm tra lại tên của người trong gia đình của mình là người đứng đầu gia đình nè, rồi tên của học sinh nè, những cái thông tin của các em, và nó sẽ hiện ra cái chữ gọi là Eligible for EBT benefits đó. Những đứa con nào được thì nó sẽ list ra hết những đứa con đó. Và ở phần cuối nó gọi là applicant signature. Signature nha quý vị. Thì mình ký vào thôi, mình ký tên, mình điền cái tên của mình vào thôi. À, tên của cái người cha, người mẹ đó, người mà head of household đó, người mà chủ gia đình đó nha, chứ phải tên của các em. Rồi, thì sau đó thì mình bấm cái chữ submit. À, submit, cái nút màu xanh submit. Và sau khi thì mình submit rồi thì các bạn sẽ thấy là trên màn hình nó sẽ hiện ra một cái trang, nó gọi là Your applications for PEBT benefits have been approved. Ha, là đã được chấp nhận rồi, đã được approve rồi. Và nó hiện cho mình cái số đầu tiên là cái tracking number. Mọi người thấy không, cái số đầu tiên đây nè, nó bắt đầu bằng GP đó, là cái tracking number. Và sau đó thì người ta sẽ có thông tin của các em ở dưới. À, nếu mình muốn tốt hơn thì mình in nó ra, có nó cứ đúng một xanh lá cây mà print ra mình in nó ra. Còn nếu mình không in thì mình lưu lại như thế nào đó, chụp hình trên cái phone của mình để mình lưu lại là mình đã nộp rồi và mình có cái số tracking number. Để sau này có chuyện gì xảy ra thì mình dùng cái tracking number đó để mà mình gọi lên để mình hỏi những cái người tư vấn ở trên cái chỗ PEBT này. Đó, đó là những cái cách mà đơn giản để chúng ta có thể apply cho con của chúng ta, để chúng ta có được cái tiền thực phẩm nha. Và Khánh Linh được biết là cái này tiền thực phẩm nó trị giá tới là 256 đồng 50 xu. À, có nghĩa là khoảng 250 đồng đó cho mỗi một em, cho mỗi một em trong 3 cái tháng mà các em không có ăn ở trường đó các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo của MC Khánh Linh USA.